Dạ em cảm ơn. Dạ là Lan Thị Quyền, cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và ngay từ bây giờ mong loại này vẫn là báo lúc dành cho mọi một tà là bé nha. Xin rằng khán giả mình nhớ đầu tư ngay và đầu tư lẹ. Và ai có bé trên tay sẽ được mến chúc tất cả quý vị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ được bắt đầu trở lại với tiết mục gấp của đầu tư tôi rồi tới thời tối đến nay. Xin lỗi, tiết mục gấp ca Are you ready to see? Can you hear me? Now it's only sau lời từ lúc after goodbye, I'm inspired by Phạm Minh Quỳnh and Smith.